Bạn nào đang chán trong lòng, ăn cơm xá xíu Hồng Kông hết buồn. Để tôi kể cho các bạn nghe, hôm bữa giờ tự nhiên tôi thấy tôi chán chán trong người sao á, chán như con dán vậy á. Xong cái tôi nằm mơ tôi thấy có người nói là ăn cơm xá xíu sẽ hết buồn. Ủa mà giờ không lẽ phải vô bến xe miền Đông bắt xe đi Hồng Kông? Xong cái tôi rủ thằng bạn chạy vòng vòng ngoài đường coi có chỗ nào bán cơm xá xíu hay không. Thì vào một buổi tối đẹp trời, hai thằng đèo nhau trên một chiếc xe điện mới mua trả góp. Ủa nhưng mà vấn đề là bây giờ tìm cơm xá xíu ở đâu? Hai thằng cứ chạy vòng vòng thật nhanh qua từng con phố, vô tình chạy ngang qua Ủy ban Nhân dân thị trấn, thì tôi nhanh tay lẹ mắt phát hiện một cái quán có bán cơm xá xíu. Lật đật tôi phóng xuống xe, tôi la lớn: ơn giời, cơm xá xíu đây rồi. Bật mí cho các bạn biết, có một cái quán bán cơm xá xíu vừa ngon vừa rẻ luôn. Các bạn cứ đến địa chỉ 22 Nguyễn Văn Trỗi, Phan Rí Cửa, quán cơm Bà Như. Thằng bạn tôi nó cứ cãi không phải, quán cơm Cây Xoan. Ủa vậy cuối cùng là cơm xá xíu là quán nào, quán Bà Như hay là quán Cây Xoan? Cãi một hồi tôi tức quá, tôi vô tìm chị Như chủ quán để tôi hỏi rõ luôn. Đây là chị Như chủ quán nha các bạn. Đợt trước là em ghé là em thấy có một cái quán hình như là chỉ có quán Bà Như đúng không chị? Rồi em bây giờ chị mở thêm quán ăn Cây Xoan, thêm cơm xá xíu Hồng Kông nữa em. Như vậy là đã rõ, quán Bà Như và quán Cây Son là một chủ. Trời ơi, chỉ riêng cái quán Bà Như là đã quá trời món rồi, bây giờ mở thêm cái quán Cây Son là ăn ngập mặt luôn. Anh Tuấn chồng chị Như có cái tuyệt chiêu sóc chảo rất là bá đạo. Không biết các bạn sao nhưng mà bản thân mình vô quán mình thấy là đũa muỗng sạch sẽ là quá ok rồi. Bây giờ mình mời tất cả các bạn theo chân mình vào hai cái quán Bà Như và Cây Son để xem thử hai quán có những cái món gì nha. Đầu tiên là món bò nướng lá lốt. Thịt bò với lá lốt khi nướng lên ta nói nó thơm gì đâu luôn các bạn. Sau khi nướng xong thì quán sẽ set up để ra dĩa giống như vậy. Tiếp theo là bò kho. Nhìn cái tô bò kho rất là hoành tráng, đầy đủ topping luôn. Mình giới thiệu hết một lần rồi lát nữa mình sẽ review hương vị từng món nha các bạn. Wow, tiếp theo là một tô bún xào thịt bò. Quán còn rất là nhiều món khác nữa nhưng tụi mình là kêu những cái món này ra lát nữa review nè. Nhìn mà lem quá các bạn ơi, khách đến mua liên tục luôn các bạn. Hai vợ chồng chia ra hai quán, anh Tuấn thì đứng quán Bà Như, còn chị Như thì đứng ở bên quán Cây Son. Khách đến mua hộp cơm sườn đem về, nhìn cái miếng sườn bằng bàn tay luôn á. Bên đây thì chị Như đang bán cơm xá xíu cho khách. Trời ơi, đưa 10.000 tiền thố cho khách mà khách không lấy bò luôn cho bà chủ, đã đủ hiểu khách quý bà chủ như thế nào rồi ha. Vô tình mình thấy một em bé đang ăn cái dĩa cơm đùi gà, mình chạy tới hỏi quán bán ngon con. Bé không trả lời nhưng mà bé làm cái động tác cái gì rồi hiểu luôn. 10 giây quảng cáo thêm cho cái quán thứ ba, đó là ông Đùm quán, cũng là người nhà của anh Tuấn và chị Như, chuyên về cái loại nước ép sinh tố trái cây, có khoảng mấy chục loại nước uống giờ nào cũng có nha các bạn. Chị Như đang chế biến cái món chủ đạo của quán Cây Xoan, đó là cơm xá xíu. Nãy giờ đói lắm mà các bạn ơi, ráng chờ chút xíu nữa anh em mình sẽ thưởng thức và review hương vị các món ăn này coi nó làm sao nha các bạn. Bây giờ tới cái khâu trang trí cái dĩa cơm xá xíu. Các loại rau gồm có ngò, xà lách và cà chua. Cái dĩa cơm xá xíu này chị Như bán cho khách là 25.000, còn bạn nào muốn ăn 15.000, 20.000 vẫn có nha. Cận cảnh cái dĩa cơm xá xíu 25k, theo mình thấy cái dĩa cơm có giá 25k này quá tuyệt vời. Vừa có thịt xá xíu, vừa có chả và các loại rau. Bao nó thêm một chén nước chấm xá xíu và một chén canh nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Đặc biệt là trong cái phần cơm, chủ quán bỏ thêm một cái trứng vào vừa tăng cái độ thơm ngon và tăng thêm dinh dưỡng rất là nhiều luôn các bạn. Cuối cùng là quán đã làm xong các món bày ra đầy bàn luôn. Tụi mình kêu bốn món gồm có cơm xá xíu, bò kho, bún xào và bò nướng lá lốt. Nhìn cái tô bò kho rất là hoành tráng luôn các bạn ơi. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Rồi mời tất cả các bạn cùng ăn một bữa ăn ở quán Cây Xoan luôn nha. Bây giờ mình sẽ review thử cái món cơm xá xíu. Đầu tiên mình dùng một miếng thịt để coi thử cái nước chấm và cái hương vị của cái miếng thịt xá xíu như thế nào. Mình review là có sao nói vậy luôn nha các bạn, người thật việc thật luôn. Nếu như chưa ngon hay có vấn đề gì mình sẽ góp ý thẳng thắn với chị chủ luôn. Mấy người bạn của mình ăn thì cảm thấy rất là ok. Có thể là khẩu vị của mỗi bạn mỗi khác nhưng mà riêng bản thân mình thấy khi mà tới quán Cây Xoan á, quán bài trí rất là gọn gàng và sạch sẽ. Tiếp theo thì mình thấy giá cả rất là phải chăng, bán rất là rẻ luôn các bạn ơi, rất là phù hợp cho những người lao động. Cái món bò nướng lá lốt mình ăn thử mình thấy thịt bò rất là mềm, nước chấm thì bao la đủ thứ loại để đầy bàn luôn. Còn về cái phần rau sống á, mình cũng là một người đi ăn hay xin thêm rau lắm các bạn ơi, nhưng mà tới quán là mình không còn một cơ hội để xin thêm rau nữa bởi vì quán cho rau rất là nhiều luôn. Có thể khi các bạn xem video này các bạn sẽ nghĩ ừ mình nói quá, nhưng mà những hình ảnh từ đầu video tới giờ mình nghĩ các bạn đã cảm nhận được. Hơn nữa quán ăn Bà Như là một quán mở ra rất là lâu rồi, số lượng khách hàng thân thiết tới quán rất là đông. Cùng với cái thái độ phục vụ khách hàng nhiệt tình vui vẻ của anh chị chủ, mình bảo đảm chắc chắn các bạn sẽ hài lòng khi tới 22 Nguyễn Văn Trỗi, Phan Rí Cửa. Bạn nào ở xa không biết địa chỉ thì cứ chạy thẳng tới ngay Ủy ban Nhân dân thị trấn là thấy liền. Nếu có dịp các bạn nhớ ghé thưởng thức cái món cơm xá xíu Hồng Kông nha. Quán ăn Bà Như, quán ăn Cây Xoan hân hạnh phục vụ quý khách.